Khối C ban đầu gồm 3 môn học, ngữ văn, lịch sử và địa lý. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đa dạng, các trường đại học đã phát triển nhiều tổ hợp môn học khác cho khối C. Dưới đây là một số ngành học thích hợp cho học sinh nữ trong khối C, đặc biệt có cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Sao sao ngành báo chí, sao sao trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, sinh viên chuyên ngành báo chí có nhiều cơ hội việc làm. Ngay cả khi bạn còn đang học, có thể hợp tác với nhiều cơ quan báo chí nếu bạn có khả năng. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhận các vị trí như biên tập viên hoặc phóng viên trong các tờ báo hoặc có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông, giảng dạy. Theo TOPCV, mức lương trong ngành báo chí khá cao so với mặt bằng chung. Mức lương cụ thể sẽ tùy thuộc vào vị trí công việc, với mức lương khởi điểm khoảng từ 5 đến 9 triệu đồng một tháng. Các trường đào tạo ngành báo chí bao gồm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sao sao ngành luật, sao sao ngành luật được đánh giá là một trong những ngành nghề có cơ hội nghề nghiệp lớn và phù hợp với nữ giới. Ngành luật bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau như luật thương mại, luật dân sự, luật hành chính, luật quốc tế và luật hình sự. Sau khi tốt nghiệp, tùy vào năng lực và kinh nghiệm, bạn có thể đảm nhận các vị trí như thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên hoặc. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát giai đoạn 2020-2025 cho thấy, học luật gia có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ rất lớn. Một số trường đại học nổi tiếng đào tạo nhóm ngành này, bạn có thể tham khảo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tòa án, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sao sao ngành sư phạm, sao sao hiện nay, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm để thu hút thí sinh đăng ký theo học ngành này. Nhóm ngành sư phạm được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau, gồm sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, sư phạm Anh, sư phạm toán, sư phạm lịch sử. Vì vậy, bạn có rất nhiều cơ hội trúng tuyển vào nhóm ngành này nếu thực sự muốn theo đuổi. Theo bài viết trên website Trường Đại học Đông Á, sinh viên ngành sư phạm sau khi ra trường có cơ hội việc làm rộng mở. Nếu không lựa chọn giảng dạy tại các cơ sở công lập, bạn cũng có thể xin vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục tư nhân hay làm cán bộ quản lý giáo dục từ cấp địa phương cho đến trung ương. Sau đây là một số trường đại học đào tạo nhóm ngành sư phạm có chất lượng đào tạo tốt: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, Đại Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Trường Đại học Cần Thơ. Sao sao ngành tâm lý học, sao sao tâm lý học đang dần trở thành lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau như điều trị tâm lý, tham vấn tâm lý học đường, nghiên cứu tâm lý, giảng viên,